Không thể tin là gan của chúng ta lại phải thực hiện đến hơn 1.000 nhiệm vụ mỗi ngày. Nếu coi cơ thể là một ngôi nhà, thì gan chính là cánh cửa bảo vệ cơ thể chống lại các chất độc hại và mọi loại bệnh tật. Không có bệnh tật nào, đặc biệt các bệnh thoái hóa, kể cả ung thư và AIDS, có thể tồn tại lâu hơn một vài tuần nếu có sự hiện diện của một buồng gan khỏe mạnh. Vậy thì có đáng để cho ta phải yêu gan nhiều hơn? Và có những cách nào để tự thải độc gan một cách an toàn và siêu tốc? Lọc từng giọt máu, hàng trăm nghìn tế bào gan hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ để tiếp nhận và đào thải các độc tố gây hại mà cơ thể đã hấp thụ thông qua ăn uống. Rượu bia hay chất cồn, dư thừa chất béo, lạm dụng thuốc hay độc tố kim loại nặng được nạp từ thực phẩm. Tất cả các yếu tố này đều tạo áp lực lớn cho gan. Và khi gan đã phải gồng mình, vắt kiệt sức đến quá tải thì tổn thương là điều chắc chắn. Nguyên nhân của viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hay ung thư gan cũng từ đây mà sinh ra. Hãy rõ ràng và đừng nhầm lẫn rằng mấu chốt của việc làm sạch gan, giải độc gan hay bảo vệ gan nghĩa là làm sao để khiến cho những tổn thương của gan nhanh hồi phục nhất khi mà chúng ta đã vắt kiệt sức lao động của nó bằng những thứ độc hại. Và thứ nữa là làm sao cho gan có thể chống lại quá trình oxy hóa để luôn được khỏe mạnh. Cùng xem 5 thực phẩm đến từ tự nhiên giúp bạn tự giải độc gan một cách an toàn và siêu tốc nhất. Quả bơ, một loại quả giúp hồi phục những tổn thương gan trên cả tuyệt vời. Để đánh giá hoạt động bảo vệ của trái cây chống lại tổn thương gan, hơn 20 loại trái cây khác nhau đã được cho chuột bị tổn thương gan do D-galactosamine, một độc tố gan mạnh ăn. Kết quả, khi được đo bằng sự thay đổi nồng độ ALT và AST trong huyết tương, bơ cho thấy sự hoạt động ức chế tổn thương gan mạnh mẽ hàng đầu. Hãy đưa bơ vào chế độ ăn hàng ngày của bạn và gia đình. Bơ mềm và dễ ăn, có thể ăn trực tiếp, trộn salad hay làm sinh tố đều rất ngon lành. Những người bị viêm gan, xơ gan hay gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Củ tỏi là một thực phẩm hoạt động giống như một loại thuốc kháng sinh tự nhiên. Tỏi phát huy công năng hữu hiệu khi chúng ta bị các bệnh liên quan đến vi khuẩn, virus như cảm cúm hay sốt virus. Nhưng đồng thời, tỏi cũng là một cứu tinh cho lá gan và bảo vệ chúng khỏi những tổn thương tuyệt vời. Nhiều bằng chứng khoa học đã cho thấy đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và điều hòa miễn dịch của tỏi cũng như các dẫn xuất của nó. Những chất oxy hóa gây tổn thương lá gan và dẫn đến các bệnh về gan. Việc sử dụng tỏi sẽ khiến tạo lớp hàng rào bảo vệ chống lại các chất oxy hóa ấy. Hãy đưa tỏi vào bữa ăn hàng ngày, một chất chống oxy hóa kiềm thuốc kháng sinh tự nhiên. Bạn và gia đình sẽ khỏe mạnh hơn, cũng sẽ ít ốm mặt. Có thể ăn tỏi sống hay chín, nhưng lưu ý nên đập dập và băm nhỏ tỏi. Nếu ăn sống thì để trong không khí từ 10 đến 15 phút mới ăn. Tác dụng của tỏi chủ yếu đến từ allicin, chất có tác dụng giảm viêm và chống oxy hóa tuyệt vời. Chỉ sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Ngược lại, nếu tỏi chưa được băm nhuyễn thì enzyme sẽ mất đi tác dụng, không phóng thích ra chất kỳ diệu này. Củ nghệ, tinh bột nghệ. Đối với chất độc bình thường trong thức ăn thì chỉ cần 1 đến 2 ngày để gan xử lý và tống ra ngoài. Nhưng với chất độc kim loại nặng như đồng, chì, thủy ngân, gan sẽ phải cần đến hàng tháng trời lao động kiệt lực mới có thể đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Bạn biết không, độc tố kim loại nặng lại không hề hiếm trong thực phẩm mà chúng ta hàng ngày đâu. Điển hình nhất vẫn là các món cá biển, cá càng lớn, tuổi đời càng lớn thì càng tích tụ nhiều thủy ngân. Rồi đến những sinh vật sống ở lớp bùn, dưới ao, hồ, sông cũng chứa nhiều kim loại nặng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng curcumin là một chất hữu hiệu giúp làm lành những tổn thương gan do tác động của kim loại nặng từ nguồn thức ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể. Mà đâu là nguồn của chất curcumin? May mắn thay, siêu phẩm này đã được tạo hóa gửi gắm vào nghệ, chuyển trao cho chúng ta đấy. Nghệ là kho tàng curcumin, xin đừng bỏ qua món quà vi diệu này. Hãy để cho nghệ hay curcumin được đồng hành bên bạn cùng gia đình bạn mỗi ngày. Tinh bột nghệ kết hợp với mật ong pha nước ấm là một thức uống cũng rất ngon mà nhỉ. Mầm rau cải. Nhóm rau họ cải xanh thì tốt cho gan rồi, nhưng rau mầm cải sẽ tuyệt vời hơn gấp nhiều lần so với cây trưởng thành nữa. Mầm cải xanh rất giàu sulforaphane, một hóa thực vật có tiềm năng lớn trong giải độc, chống lại các tế bào ác tính và bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, sulforaphane giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ gan trong thực hiện nhiệm vụ thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể. Sulforaphane còn có thể làm thay đổi tình trạng viêm gan và mô mỡ theo hướng tích cực. Tuy vị của rau mầm cải có hơi khó ăn, mùi hăng và vị đắng đắng, nhưng nếu ăn được, bạn sẽ nhận về những lợi ích tuyệt vời. Ngoài ra, rau họ cải cũng rất giàu chất dinh dưỡng gốc lưu huỳnh, có khả năng chống oxy hóa mạnh. Các chất dinh dưỡng này có thể làm tăng khả năng giải độc của men gan và thúc đẩy tốc độ giải độc của gan, đồng thời ngăn chặn ADN của tế bào bị tổn thương, từ đó phòng ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Mà nhớ là, rau mầm là phải ăn sống, chứ đã sử dụng nhiệt để xào nấu, thậm chí chỉ cần qua nước sôi thôi thì mọi tác dụng cũng sẽ biến mất liền. Dầu ô liu. Một hợp chất polyphenol có trong dầu ô liu với tên gọi hydroxytyrosol được chứng minh là có thể làm giảm đáng kể triệu chứng gan nhiễm mỡ không do rượu, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực do chế độ ăn nhiều chất béo gây ra. Theo kết quả nghiên cứu đã được công bố, hydroxytyrosol trong dầu ô liu giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và các axit béo gây hại trong gan, tim và não, cũng như đảo ngược các tình trạng bất lợi liên quan đến gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, dầu ô liu còn kích thích để túi mật và ống dẫn mật co thắt, tống ra ngoài các chất độc hại.
Một muỗng canh dầu ô liu cộng một muỗng cà phê cốt chanh, trộn đều rồi uống sau khi thức dậy mỗi sáng. Khi kiên trì uống trong một tháng, bạn sẽ nhận thấy cơ thể mình có sự thay đổi, sức khỏe tốt hơn và tinh thần sẽ sảng khoái hơn rất rất nhiều. Vì sao ư? Bởi gan chính là cửa ngõ của mọi bệnh tật cơ mà. Thiên nhiên thật diệu kỳ phải không? Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Hãy chia sẻ đến những người khác nữa. Đừng quên ấn nút like và đăng ký trước khi rời đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.